13 hoặc 13. 13 cũng tương tự nha, nó là một dạng bài tập thực tế. Nói chung quy là cái đoạn ở bên trên không cần quan tâm, mình chỉ cần quan tâm phương trình điều chế đây. Đề bài yêu cầu 2 triệu viên thuốc aspirin cần tối thiểu bao nhiêu kg salicylic acid? Biết rằng mỗi viên chứa 81 mg aspirin và hiệu suất phản ứng đạt 75%. Thế thôi, cho nhẹ đầu, được không? Thế thì để biết được là 2 triệu viên thuốc thì cần bao nhiêu kg salicylic acid thì mình sẽ tư duy là vậy thì bây giờ sản xuất là một viên đi. Một viên thì cần bao nhiêu salicylic acid đấy, mình quy cái bài toán này về một cái bài toán đơn giản hơn. Và sau đó sau khi mình tìm là một viên cần bao nhiêu rồi thì mình nhân đến 2 triệu làm xong cái kết quả của mình, đúng không? Đấy, thế thì mình lưu ý ở chỗ này là một viên thì chứa 81 mg aspirin, đúng không? Thế thì bây giờ mình viết chương trình. Thì aspirin được mua tự do đây, aspirin được điều chế, đây là aspirin này. Aspirin viết là ASA nhé, đây là aspirin. Được chưa? Được điều chế từ salicylic acid, đây là salicylic acid. Vậy ta sẽ có này, viết tắt lại công thức của salicylic acid, nó sẽ là C7H4+1+1 là H6O3, đúng không? Thì biến thành ASA thì công thức của nó sẽ là C2 này, C8 này, C9 này, đúng không? Bao nhiêu đâu? Đúng là C9 đó, 7 này cộng với 2 C9. H mấy nào? 3+4+1 vậy là H8. O đây. Ô mấy đây? Đây là O4, đúng không? Đấy. Ok chưa? Thế thì hiệu suất nó là 75%, không phải 75. Vậy mình tìm được số mol của aspirin, đúng không? Mình tìm được số mol của aspirin, đây là aspirin này. Mình tìm số mol nó lấy 81 mg, 81 mg là 81 × 10^3. 81 × 10^3 chia phân tử khối. Phân tử khối nào? 12 × 9. 12 × 9 + 8 + 16 × 4 bằng. Đấy, số mol 4.5 × 10^4. 4.5 × 10^4. Thế là suy ngược cái đoạn này tỷ lệ 1:1 bác. Tỷ lệ 1:1 thì anh em là 4.5 × 10^4. Nhưng bạn lưu ý này, thuận thì nhân nghịch thì chia, đây là trường nghịch rồi. Chia hiệu suất, chia 0.75. Được chưa? Đấy, chia 0.75. Đấy là số mol nhá. Nhân với phân tử khối. 12 × 7 + 6. 12 × 7 + 6 cộng 16 × 3. 16 × 3 bằng. Đấy kết quả. 0, vậy là một viên này thì cần 0.0828g. 0.0828g salicylic acid. Được chưa? Giờ 2 triệu viên thì nhân lên với 2 triệu. Nhân 2 triệu. Đúng chưa? Đấy thì đây nó sẽ là 165600g. Đúng chưa? 2 triệu. Suy ra 2 triệu thì cần 165,6kg. Đúng chưa? Đấy nó dễ thôi. Nhân lên 2 triệu xong. Quá đơn giản, quá dễ dàng. Đáp án đúng là đáp án B. Bây giờ các bạn còn thấy cái dạng này khó nữa không? Quá dễ đúng không?